Hello mọi người tiện mèo xem nha. Các bạn tiện mèo ơi, hôm nay tiện mèo một bé mèo anh lông ngắn màu Hima. Ôi một bé mèo rất là dễ thương nha các bạn nha. Nè mọi người ơi, mắt bé này màu siêu đẹp luôn. Cái lông rất là mượt, rất là dày. Trời liếm láp kìa. Trời ơi liếm láp kìa. Cưng thế. Nhìn yêu ghê. Mọi người ơi, bé mới từ trại lên nhưng mà trộm vía rất là nhanh nhẹn nha mọi người nha, không hề lạ nhà đâu. Trời thả ra là chạy chơi nghịch như giặc ấy. Ôi, mọi người nhìn này, nhìn thật kỹ nha mọi người nha, màu mắt của em thì bao đẹp luôn. Trời ơi, đây là màu xanh ngọc mọi người nha, xanh rất là đẹp luôn. Rất là hiếm mấy con bé màu mắt đẹp như này mọi người ạ. Mà Hima, màu Hima màu cũng rất là hiếm rồi, gen rất là hiếm mới ra là bé màu Hima mọi người ạ. Mèo anh lông ngắn Hima thuần chủng ở tiệm mèo Sen chỉ có 3 triệu rưỡi thôi mọi người nha. Vừa đẹp vừa rẻ. Ôi, bé mèo 2 tháng tuổi. Rất là khỏe mạnh, sạch sẽ, sẵn sàng về nhà mới luôn các bạn nha. Sen ưng thì chỉ việc liên hệ ngay với tiệm để đưa bé về thôi nè. Ôi, trời ơi cưng đấy. Ôi em ơi. Mọi người ơi, nhìn mắt phê lắm mọi người ạ. Ôi trời ơi, nó là vệ sinh à. Ta vệ sinh lông lá đấy, sạch sẽ đấy. Em ơi. Trời ơi, xinh quá. Các bạn ơi, mọi người đón bé liên hệ với tiệm chúng mình nha. Mình kết thúc video của em ở đây. Bye bye mọi người.